Bây giờ xin mời bà con mình nghe tiếp theo Địa ngục Trạc Ly, do tôi trích đọc chương 14 của quyển The Fate for Charlie Hill in Vietnam của tác giả William Reeder, người dịch ý Anh Canada. Ngày 14 tháng 4 năm 1972, trận chiến diễn ra liên tục suốt đêm. Hỏa châu từ pháo binh quân bạn được bắn từng đợt liên tục trên bầu trời đêm, đung đưa bên dưới những chiếc dù nhỏ, soi sáng các vùng giao tranh bên dưới. Ánh sáng hỏa châu giúp nhìn rõ các chuyển động trên mặt đất. Các chiến binh nhảy dù rất thận trọng. Họ chỉ khai hỏa khi mục tiêu chắc chắn trong tầm bắn. Từng người một quan sát cẩn thận, nín thở và bóp cò với một cú ăn chắc. Đạn dược đã trở nên khan hiếm một cách đáng sợ. Bắc Việt đã bắn nhiều hơn, họ có đạn, họ đang được tiếp tế, còn các chiến binh nhảy dù thì không. Pháo binh của địch quân lại dội lên đồi từng đợt cầm chừng trong đêm. Các toán tuần tự của địch đang thăm dò các vòng tuyến. Các toán này lần lượt bị chặn đứng. Một toán bộ đội Bắc Việt đã lọt vào được bên trong giao thông hào của tiểu đoàn 11. Một đợt phản công mạnh mẽ của nhảy dù nhanh chóng loại trừ toán xâm nhập này. Không ai ngủ được trừ những người bị thương nặng và sắp chết. Tiểu đoàn 11 nhảy dù chờ đợi ngày mới với tâm trạng căng thẳng, sẵn sàng chiến đấu tiếp. Pháo kích đã im bặt cho đến rạng sáng. Ngày mới đang đến gần như trêu chọc tâm lý của các chiến binh nhảy dù. Lên từ từ chậm chạp, từ phía đông, một màu xám xịt dừng lại. Một cách ngoan cố như muốn đứng mãi, cuối cùng nhường chỗ cho ánh sáng mặt trời lên. Ngày mới bắt đầu khá im lặng, pháo đã im tiếng và một sự im lặng kỳ lạ bao trùm cả vùng đất. Chiến trường vẫn âm ỉ lửa khói, mùi của thuốc súng và thân cây gỗ bị cháy tràn ngập không gian. Những đôi mắt đỏ ngầu bám bụi bẩn nhìn xuyên trong im lặng, chờ đợi các cuộc tấn công chắc chắn sẽ đến. Các chiến binh nhảy dù ở Trạc Ly cảm nhận được, hôm nay là ngày mà một bên sẽ tiêu diệt bên còn lại. Họ đã chuẩn bị sẵn sàng, như quân lệnh từ cấp chỉ huy, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Một loạt đạn pháo hạng nặng bắn dọn đường của địch đã phá tan sự yên lặng của buổi sáng. Cơn mưa tiếng nổ không ngớt từ pháo binh, bích kích pháo, hỏa tiễn và đại bác không dứt. Trận đánh ở Trạc Ly đã diễn ra đến ngày thứ 12. Thiếu tá Lê Văn Mậy trong vai trò chỉ huy tiểu đoàn vẫn hiên ngang vững chãi, và nhờ đó các chiến binh nhảy dù trên Trạc Ly đã giữ được sức mạnh và tinh thần chiến đấu. Mặc dù tình hình rất tồi tệ, Mậy vẫn tự tin di chuyển giữa các vị trí phòng thủ, phơi mình trước hỏa lực của địch, và là một dấu hiệu rõ ràng về lòng dũng cảm và niềm tin cho tất cả mọi người. Anh đưa ra các quân lệnh và hướng dẫn các cuộc oanh kích của pháo binh và không kích của không lực Việt Nam Cộng Hòa, cùng với cấp phó của anh là Đại úy Đoàn Phương Hải. Thiếu tá John Joseph Duffy khá bận rộn, cũng như trách vụ thường nhật. Anh thâu thập mọi không yểm khả dụng từ tất cả FAC đang hiện diện trong vùng. John nghe thấy một giọng nói quen thuộc khi Rod Lina Covey 537 hướng dẫn hai phi đội F4 đầu tiên tiến hành không kích vào sáng hôm đó. Các khu trục phản lực đã phải hứng chịu hỏa lực đại liên phòng không hạng nặng như nhiều ngày trước đó. Điều đó khiến các phi công phải thả bom cao hơn và lạng lách nhiều hơn để tránh đạn. Phòng không cũng làm các khu trục của không lực Việt Nam Cộng Hòa thậm chí chậm hơn, không tốt. John đã cố gắng đưa các cuộc không kích đến gần các vị trí quân bạn. Địch đang ở ngay tại đó, sẵn sàng tấn công để quét sạch nhảy dù khỏi ngọn đồi. Hỏa lực phòng không dữ dội đã cản trở không kích hữu hiệu ở cự ly gần. John chuyển sự tập trung trở lại vào các đại liên phòng không. Anh phải hạ chúng càng nhiều càng tốt để có thể kéo các cuộc không kích chính xác vào ngay sát vị trí trước phòng tuyến quân bạn, nhằm gây thiệt hại nặng cho quân đội Bắc Việt từ các cuộc không kích này. Như đã thực hiện nhiều lần trong trận đánh, John Duffy rời khỏi giao thông hào và bất chấp đạn pháo đang nổ để quan sát các vị trí đặt súng của địch. Anh di chuyển đến sát vòng đai phòng thủ với máy vô tuyến đeo trên lưng, có anten cao qua đầu
hỏa lực địch nổ cận kề, anh lại tiếp tục di chuyển. Thêm nhiều hỏa lực hơn, anh lại di chuyển. Một quả đại bác không giật của Bắc Việt nổ trên mặt đất ngay bên cạnh anh. Những mảnh đạn vỡ xóe toạc cánh tay trái của anh. Anh băng bó vết thương để cầm máu và sau đó chộp lấy ống liên hộp. Khi nghe tiếng gọi từ trực thăng tấn công AH-1 Cobra của lục quân Hoa Kỳ. Dusty Cyanide, đây Cougar 38. Ê, Cougar 38, rất vui khi anh đã lên vùng. Tôi thấy địch di chuyển dọc theo một ngón tay ở phía nam, đông nam của Charlie. Hãy đánh vào đó. Có nhiều đại liên phòng không 12 lưu 7 tại đó. Nếu anh liên lạc được với quân bạn thì yêu cầu họ cùng tham chiến. Một toán gồm ba trực thăng võ trang Cobra lượn vòng tới lui và tác xạ hết vũ khí mang theo vào vùng ngón tay. Họ bay về công tâm để lấy thêm nhiên liệu và đạn dược. Duffy nhìn theo khi họ đi. Thật là một cỗ máy giết người ghê sợ, anh nghĩ. Mỗi trực thăng võ trang Cobra được trang bị với 52 hỏa tiễn ở hai bên cánh, cùng với 4.000 viên đạn đại liên và 300 đạn phóng lựu trong ống phóng ở đầu, dưới bụng, có thể xoay vòng được. Một số còn được trang bị đại bác Vulcan Gatling 20 ly 6 nòng xoay tử thần với cấp số 950 đầu đạn nổ mạnh. Cougar gọi lại trước khi rời vùng. Chúng tàu sẽ trở lại Dusty. Một chiếc Covey khác, 534 đã lên vùng và hướng dẫn các cuộc không kích vào các vị trí đặt súng phòng không mà John đã nhận diện được. Rắc rối là, khi các khu trục phản lực thả bom cỡ lớn gần các vị trí đặt súng, các khẩu súng im lặng trong một thời gian. Khi các khu trục rời vùng, các vị trí đặt súng phòng không đã sớm hoạt động trở lại. Chỉ có thể không kích trực tiếp vào vị trí đặt súng thì mới tiêu diệt được. John đúc kết rằng trực thăng Cobra là biện pháp hữu hiệu nhất để đánh chính xác vào các vị trí đặt súng và làm chúng câm lặng vĩnh viễn. Khi Covey phát hiện tia sáng lóe lên từ đại bác hạng nặng bắn ra từ vài dặm về phía tây, John khuyến khích Covey không kích vào các vị trí đó. Pháo binh của địch nã dồn dập đã gây thiệt hại về nhân mạng và áp chế tinh thần quân phòng thủ. Không ai biết quả đạn tiếp theo sẽ đánh vào đâu. Covey 537 quay trở lại trận đánh để hướng dẫn các cuộc không kích cận phòng, hầu hết là ở phía tây nam. Trong lúc đó, Hải và Mỹ hướng dẫn các khu trục cánh quạt A1 của không lực Việt Nam Cộng Hòa tấn công vào các đội hình quân đội Bắc Việt đang di chuyển trong vùng ngón tay và các khẩu đại liên đang tác xạ mà họ nhận diện được. Hãy tiếp tục cùng với các tiền sát viên pháo binh sử dụng pháo binh dã chiến của lục quân Việt Nam Cộng Hòa xen kẽ vào giữa các đợt không kích. Lữ đoàn 2 nhảy dù dự trù một kế hoạch tiếp tế khẩn cấp cho Charlie. Một trực thăng Huey đáp xuống Charlie theo chiều thẳng đứng, trực thăng bay cao để giảm thiểu hiểm họa từ các đại liên phòng không. Các chiến binh nhảy dù dán mắt với cái nhìn đầy hy vọng vào màn trình diễn trên không. Sau khi trực thăng vượt qua Charlie, những dòng người tiếp tục theo dõi về hướng trực thăng. Phi hành đoàn mang theo các kiện hàng thực phẩm, đạn dược và thuốc men được đóng gói cẩn thận. Họ thả nhầm mục tiêu được đánh dấu, kiện hàng rớt ngoài phòng tuyến. Địch quân nhào đến lấy kiện hàng trong nháy mắt. Bực mình, Mỹ chạy đến một khẩu đại bác không giật và bắn vài phát đạn vào chỗ kiện hàng tiếp tế rớt ngoài phòng tuyến. Anh liếc sang bên phải và thấy bác sĩ Liệu cũng đang quỳ một gối bắn súng lục con 45 về cùng một hướng. Anh đang làm gì vậy bác sĩ? Liệu quay đầu về phía Mỹ, nở nụ cười phá tan lớp bụi bẩn trên mặt, quân phục. Bàn tay và cánh tay của anh ta nhóm máu đặc và khô. Tôi là bác sĩ, không phải giáo sĩ. Tôi không còn thuốc men. Bọn khốn đó đang lấy đồ của chúng ta. Mẹ kiếp! Xen lẫn vào đó, một con gà chạy loạn trong cuộc hỗn chiến. Nó là một trong số nhiều con đã được gửi đến để bổ sung thức ăn. Cuộc chiến ở Charlie không bao giờ cho các chiến binh sắp chết đói cơ hội xẻ thịt và ăn thịt bất kỳ con gà nào trong số gà được trực thăng thả xuống. Bác sĩ Liệu xả hết đạn trong súng và quay lại chăm sóc các bệnh nhân. Đầu giờ chiều, một phi đội Cobra khác vào vùng. Trưởng quý Dan John bay dẫn đầu. Tôi lái chiếc Cobra thứ hai bay phía trên anh ta. Căn cứ quả lực Charlie, đây Panther 13. Panther League, đây Dusty Cyanide. Tôi có nhiều mục tiêu cho anh, tất cả là đại liên phòng không 12 ly 7.
các phi hành đoàn đã nhận biết hiểm họa. Đại liên phòng không 12 ly 7 dường như được thiết kế đặc biệt để bắn hạ các trực thăng. Chúng đã gây rất nhiều thiệt hại trong các tuần lễ vừa qua. Panther 13 bình thản đáp nhận, Dusty Serenay, chúng tôi đang vào vùng, hãy cho chúng tôi các vị trí mục tiêu khi chúng tôi đến. Các trực thăng Cobra đã thực hiện một vài đợt tấn công vào các vị trí đặt súng của địch. Các viên đạn xuyên qua buồng lái của họ. Khi các xạ thủ Bắc quân cố gắng hạ gục các trực thăng, các phi công trực thăng tấn công biết rằng việc lao vào các ổ phòng không 12 ly 7 luôn rất nguy hiểm. Đường đạn dẫn đường vào chỗ họ và trượt vài bước bộ. Các phi công đã cố gắng phóng hỏa tiễn vào các ổ đại liên trước khi phòng không của địch kịp bắn đạn nổ lên bầu trời. Các phi công giữ ổn định, tập trung vào việc điều khiển trực thăng, điều chỉnh các đường ngắm và tác xạ. Toàn võ trang của Panther 13 đã bắn lên bằng vũ khí cá nhân, nhưng vẫn tiếp tục lao vào mục tiêu hết lần này đến lần khác. John Duffy quan sát cuộc đấu súng, ghi nhận tất cả và tự nhận xét. Họ sắp ra khỏi mặt trời, đối diện với các họng súng phòng không. Tốt đấy, chết tiệt, những đường đạn dẫn đường màu xanh lá cây và màu đỏ phóng lên trước mặt họ. Họ đang hứng lửa từ khắp mọi nơi. Tại đó họ bắn ra một loạt hỏa tiễn, trúng mục tiêu. Các xạ thủ phòng không chắc chắn đã bị tan xác trong vụ nổ đó. Wingman lăn vào khẩu súng thứ hai, họ đang giữ nó. Đó là điệu nhảy của cái chết. Tôi yêu những chàng trai đó. Các phi công của Bastas Cobra rất vững vàng với hỏa lực dày đặc như vậy. Chúa ơi, tôi mừng vì mình đang ở trên mặt đất. Trưởng tóm Panther gọi vô tuyến. Dusty Sinai, Panther 13, chú ý, sắp hết nhiên liệu, hết đạn. Chúng tôi sẽ rời vùng để tái bổ sung nhiên liệu và đạn dược. Đáp nhận 13, bốn toán pháo thủ đã bị tiêu diệt, bốn đại bác đã đi đời. Làm tốt lắm, nhanh chóng trở lại. Quân đội Bắc Việt nã pháo dồn dập vào buổi chiều. John đếm sơ bộ và ước lượng có khoảng 300 quả bắn ly trong đợt càn quét vào khoảng 3 giờ chiều. Thêm vào đó là đại bác không giật và bích kích pháo 82 ly. Một lúc sau, nhiều loạt pháo khác được dội xuống tiếp, ít nhất thêm 400 quả đạn nữa. Không còn nghi ngờ nữa, địch đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công lớn. Mỹ cần phải tập hợp toàn bộ tiểu đoàn về cùng một vị trí. Đó là hy vọng duy nhất của anh để giữ được Charlie. Anh gọi cho Hùng Mập. 403, đây 007, trút khỏi Charlie 3, di chuyển về Charlie 2, thi hành ngay. Tôi lặp lại, trút về Charlie 2 ngay lập tức. Đáp nhận Mê Linh, chúng tôi sẽ cố gắng. Duffy di chuyển nhanh nhẹn xung quanh đỉnh đồi, chỉ dẫn cho các khu trục phản lực siêu thanh và các trực thăng tấn công Cobra tử thần. Lúc nào cũng vậy, cần anten dài của máy truyền tin trên lưng anh, luôn đông đưa trên đầu. Mỗi khi địch phát hiện ra anh, họ lại tác xạ vào anh. Anh chạy băng qua đỉnh đồi như một con thỏ rừng đang phóng đi, kéo tử thần lao theo phía sau. Nhưng bằng cách nào đó, anh đã vượt lên trước để không bị bắn kịp. Các chiến binh nhảy dù nhìn theo với vẻ kinh ngạc. Hải hét lớn liên tục. Đã phải, cúi xuống, anh bị giết, chúng ta càng khó khăn hơn, chúng ta sẽ chết hết. Những người khác cũng hét to. Ê, đã phải, cúi xuống, đã phải, cúi xuống. John không nghe thấy, anh đang tập trung vào nhiệm vụ của mình. Chỉ dẫn các cuộc không kích vào các mục tiêu, tiêu diệt các khẩu đại liên, mang sự chết chóc và hủy diệt về phía địch. Địch đang ở rất gần phía trước quân nhảy dù, vị trí của hai bên đã quá gần nhau. Anh chạy đến chỗ Mỹ. Đề nghị anh cho pháo sẵn sàng, ngay khi các khu trục rời vùng, anh có thể pháo lên đầu các vị trí đại liên 12 ly 7 đang tác xạ, sử dụng đầu đạn VT, hạ gục chúng bằng mưa mảnh đạn trong khi chúng vẫn đang đứng trước họng súng. Pháo binh của quân bạn đã nhanh chóng tác xạ ngay sau đợt không kích. Những tiếng nổ phía trên mặt đất đã mang lại hy vọng. Niềm hy vọng đó cũng nhanh chóng lụi tàn, vụt tắt khi phi cơ tiếp theo đến. Địch bắn theo sau khi dứt đợt oanh tạc. Các toán tác xạ mới xuất hiện từ các hầm kiên cố được đào sâu dưới lòng đất. Họ đã kéo những xạ thủ đã chết ra ngoài và thấy chỗ. Các cuộc không kích vẫn tiếp tục. Các toán Cobra khác vẫn làm việc. Các khu trục cánh quạt A-1 Sky Raider của không lực Việt Nam Cộng Hòa và các khu trục phản lực siêu thanh của Hoa Kỳ tiếp tục thả bom Naval và bom nổ mạnh vào quân địch đang tiến tới. Mặc dù vậy,
quân đội Bắc Việt vẫn tiếp tục tấn công dồn dập, tạo áp lực lên quân phòng thủ của Nam Việt Nam. Địch đã tràn ngập các tiền đồn án ngữ vòng đai an ninh bên ngoài và đang tràn vào tuyến phòng thủ chính của Trạc Ly 2. Từng đợt biển người của bộ đội Bắc Việt xông tới, hò hét, hàng sống chống chết. Nhưng các chiến binh nhảy dù đã chiến đấu gan lì nhằm vào những mục tiêu gần nhất nhắm bắn, giữ vững giao thông hào, không lùi lại, bắn bắn, bắn mấy thằng kia. Sự hỗn loạn lan khắp mặt trận, chiến địa đã trở thành địa ngục của khói, bụi, lửa và tiếng súng. Mặt đất trung chuyển theo cao trào của tiếng nổ chát chúa của đại bác, tiếng nổ điếc tai của pháo binh, tiếng gầm rú của khu trục tấn công, tiếng bom nổ vang rền và tiếng rít xé gió lao xuống của bom napalm. Các chiến binh nhảy dù đã chiến đấu bằng tất cả những gì đang có. Họ đã chiến đấu bằng sự gan dạ và quyết tâm. Họ đã chiến đấu vì bằng hữu và niềm hãnh diện của tiểu đoàn 11 nhảy dù. Họ chiến đấu với nguồn cảm hứng từ những chiến binh nhảy dù Việt Nam đi trước, những người đã xả thân trong những trận đánh đã đi vào quân sự của nhảy dù. Họ chiến đấu đến viên đạn cuối cùng. Sau đó, họ chuyển sang sử dụng dao găm và lựu đạn. Nhiều người đã ngã xuống khi súng của họ đã rỗng đạn và được trở đầu sử dụng như những cây dùi cui. Các chiến binh nhảy dù dũng cảm đã chống chọi với cuộc tấn công dữ dội với quyết tâm cao độ. Tuy nhiên, địch vẫn tiến lên mạnh mẽ, chiếm từng tấc đất và trả giá đắt cho từng vị trí chiếm được. Cuối cùng, quân đội Bắc Việt đã tràn ngập phòng tuyến phía tây nam của Trạc Ly. Họ đã chiếm phần lớn các vị trí phòng thủ của đại đội 114 và tạm dừng lại để lấy sức giữa các tử thi nằm lẫn lộn của cả hai phía. Duffy gọi vô tuyến cho thiếu tá Peter Kama ở lữ đoàn 2. Sao là 51 đây Dusty Sea này. Prairie Fire, tôi tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Prairie Fire, chúng tôi đang bị tràn ngập. John sử dụng theo quán tính một cụm từ quen thuộc với anh lúc còn ở lực lượng đặc biệt khi xâm nhập vào các vị trí của địch ở Ai Lao. Prairie Fire có nghĩa là một toán hành quân đặc biệt sắp sửa bị tràn ngập và tất cả các tài nguyên khả dụng trong vùng được ưu tiên chuyển hướng yểm trợ khẩn cấp. Peter Kama hiểu những gì John nói và thông dịch thành những từ ngữ mà các lực lượng quân sự thông thường dễ hiểu hơn. Kama thông báo tình trạng khẩn cấp chiến thuật Tactical Emergency trong phạm vi toàn quân đoàn 2. Điều này có nghĩa là mọi tài nguyên khả dụng phải được chuyển hướng để yểm trợ cho các chiến binh nhảy dù ở căn cứ hỏa lực Trạc Ly. Từ bây giờ, John Duffy nhận được mọi yểm trợ khả dụng trên không phận trung phần của Nam Việt Nam. John, Mỹ và Hải bận rộn hơn bao giờ hết, làm việc hết phi đội yểm trợ này đến phi đội yểm trợ khác. Trong lúc đó, một toán phiên Panther khác xuất phát từ căn cứ Holloway cũng đã đáp ứng lời kêu gọi Tactical Emergency. Họ đã được thông báo về tình trạng đang xấu đi ở Trạc Ly. Họ biết các hiểm họa từ phòng không của địch. Tuy nhiên, họ vẫn điều khiển trực thăng nhanh tới Trạc Ly để mang đến mọi sự yểm trợ có thể. Phi đội trưởng Đại quý Bob Kemper dẫn đầu phi đội, Đại quý John Mayers, sĩ quan hành quân đại đội, ngồi ở ghế trước với vai trò phi công phụ kim xạ thủ. Trung úy Ron Lewis bên cạnh Bob và Trung úy Dave Mesa ngồi ở ghế trước. Căn cứ hỏa lực Trạc Ly Panther 26 đang trên vòng với một phi đội hai trực thăng. Chúng tôi có thể giúp gì cho anh? Panther, đây Dusty CNA, phòng tuyến tây nam của chúng tôi đã bị tràn ngập. Có thêm quân Bắc Việt ở xuồng nối phía tây của chúng tôi, đánh vào cả hai nơi, đánh mạnh vào chúng. Đáp nhận Dusty, chúng tôi còn cách 5 phút nữa. Đáp nhận, cẩn thận, có phòng không ở xung quanh. Tôi sẽ chỉ các vị trí đại liên phòng không đó cho anh, đánh chúng luôn. Như đã thực hiện cả ngày, John Duffy di chuyển quanh đỉnh đồi, lượng định tình hình và sử dụng Cobra vào các mục tiêu bị áp lực nặng nhất, điều chỉnh hướng tác xạ và xác định các vị trí đặt đại liên phòng không đang hoạt động trở lại. Anh hướng dẫn các cuộc tấn công vào các vị trí đặt súng này trong nhiều ngày. Các vị trí đã bị trúng đòn, đôi khi là trúng đòn trực tiếp, rõ ràng là đã bị tiêu diệt. Tuy nhiên, sau vài phút, các đại liên lại tiếp tục phun lửa vào các khu trục tấn công, hoàn toàn không thể tin được, Duffy nghĩ. Trong phi vụ đầu tiên, Panther 26 Cobra không kích vào địch quân ở ngoài vòng đai phía tây nam của Trạc Ly. Họ tiếp tục quay trở lại, lần này theo đường thẳng của dãy núi. Bob Kemper phóng hết các hỏa tiễn còn lại,
John Mayer xả đại liên 6 nòng xoay và phóng lựu 40 ly vào các địch quân dường như đang điều động cho một cuộc tấn công khác. Ron Lewis đến ngay phía sau điều chỉnh đường bay theo hướng phát ra luồng đại liên 12 ly 7 từ tay của dãy núi. Jeff Mesa cúi xuống vị trí giá ba chân ở ghế trước của Ron, chăm chú sử dụng pháo tháp của mình. Chiếc trực thăng bị chao đảo, một viên đạn đại liên 12 ly 7 xé toạc phía đầu, trượt sát vai phải của Dave, xuyên qua lưng ghế bọc thép của anh và xé toạc buồng lái phía sau. Nếu như Dave không nghiêng về phía trước trên vị trí tháp súng, viên đạn sẽ trúng vào mặt anh và giết chết anh ngay lập tức. Ron gọi vào hệ thống liên lạc nội bộ. Tôi bị trúng đạn, tôi bị trúng đạn, địch đã bắn trúng tàu. Dave nắm cần điều khiển và quay trực thăng về hướng đông. Hầm 6, hầm 4. Chúng tôi bị trúng đạn, băng ghế sau trúng đạn, hướng về vỏ đỉnh, cần tản thương. Đáp nhận 24 sẽ bay theo anh, đang gọi tản thương. Hai chiếc Cobra đáp trên nóc hầm hành quân đắp bằng bao cát của lữ đoàn 2 nhảy dù tại vỏ đỉnh. Bob Gamble khóa nhiên liệu và tắt động cơ trực thăng của mình. Anh trường ra khỏi buồng lái trong khi cánh quạt vẫn còn đang quay, chạy đến chiếc trực thăng của Ron và kéo anh ta ra khỏi ghế sau. Bob đặt anh ta xuống và chăm sóc vết thương cho anh ta. Mảnh đạn đã xé toạc chân phải của Ron. Anh đã mất một ít máu. Một trực thăng tản thương UH-1 bay đến. Phi hành đoàn đặt Ron lên cán. Họ đề nghị Dép đi cùng. Cập cảm ơn, tôi sẽ ở lại với con chim của tôi cho đến khi nó có thể được di tản. Chiếc Huey cất cánh và hướng đến bệnh viện dã chiến 67 ở Pleiku. Bob và John nhìn Dép khi họ quay trở lại chiếc Cobra của mình. Anh có chắc là ở lại đây không? Chúng tôi phải quay lại Holloway, trời sắp tối rồi. Chắc chắn rồi, tôi ổn. Tiếp ở lại qua đêm cho đến khi anh và trực thăng của anh được di tản vào ngày hôm sau. Anh được ăn khẩu phần của lục quân Việt Nam và ngủ trong hầm ở Võ Định. Một trải nghiệm lạ lẫm đối với một phi công Hoa Kỳ, nhưng không là gì so với những gì mà các chiến binh nhảy dù đang phải chịu đựng trên đỉnh căn cứ hỏa lực Trạc Ly. Tại Trạc Ly, tình hình trở nên tồi tệ hơn. Ngay khi Panther 26 rời vùng, vào cuối buổi chiều, quân đội Bắc Việt đã đưa một tiểu đoàn mới toanh vào trận đánh cho một cuộc tấn công biển người khác. Địch một lần nữa tiến lên từ phía Tây Nam và cũng đồng thời từ sườn đồi phía Tây tiến lên, leo lên từ đường thông thủy với quân số lớn, xông thẳng vào bên sườn quân phòng thủ, Trạc Ly bắt đầu của sự sập đổ. Hải tiếp tục làm việc với các khu trục cánh quạt A-1 thiên kích của không lực Việt Nam Cộng Hòa. Một trong các đợt không kích đã làm chậm bước tiến của địch trong một thời gian ngắn. Ba khu trục cánh quạt Sky Raider của phi đoàn khu trục Thái Dương đã sẵn sàng không kích. Đại quý Bạch Diễn Sơn dẫn đầu. Khu trục của anh được trang bị dàn hỏa tiễn. Trung quý Nguyễn Đình Xanh mang theo 4 quả bom napalm dưới cánh bay. Đại quý Vũ Văn Thanh bay thứ ba được trang bị nhiều hỏa tiễn hơn. Đại quý Sơn lao vào, bắn dọc đỉnh dãy núi. Trung quý Xanh đẩy mạnh cần lái sang một bên và mặt đất như vụt qua phía sau anh. Thành theo sau, phóng hỏa tiễn vào hai bên sườn của Xanh. Xanh bổ nhào xuống gần mặt đất. Anh cần một đường bay thấp để có thể thả bom napalm chính xác. Anh thả hai quả bom và vọt lên, kéo ga hết cỡ lao vút lên trên không. Hãy chứng kiến hỗn hợp xăng đặc của bom napalm bốc cháy như hai quả cầu lửa khổng lồ, thiêu rụi mọi thứ chúng chạm vào. Thái Dương 31 đánh tốt lắm, lặp lại lần nữa, giống như thế, nhưng cách 200 mét về phía đông nam của loạt bom vừa rồi, góc tây nam của đỉnh đồi, một tiểu đoàn của Bắc Việt đang tự do di chuyển tại đó. Ba khu trục cánh quạt A-1 thiên kích tiếp tục thực hiện một đợt tấn công tiếp theo. Khi khu trục vào vị trí, Sơn lại phóng hỏa tiễn để trấn áp địch. Xanh lao xuống phía sau Sơn, khu trục của Xanh chỉ cách mặt đất chừng 200 bộ, và thả hai quả bom napalm cuối cùng trúng ngay mục tiêu. Xanh hầu như không nhìn thấy đường đạn bắn lên, tuy nhiên anh cảm nhận có những đường đạn. Anh cảm thấy những viên đạn 12 ly 7 đập vào cánh phải khu trục như một cái búa khoan. Anh nhìn ra ngoài và thấy khói và chất lỏng thủy lực phun ra từ những đường dây bị đứt. Anh quay về hướng đông. Thái Dương 31, đây 32, tôi bị trúng đạn vào cánh phải, đang hướng về công tâm. Xanh bay lên cao rất khó khăn, cần điều khiển đã bị kẹt. Anh hướng chiếc khu trục cánh quạt Sky Raider bị thương về phi trường công tâm. Sơn và Thanh bay theo sau. Mỗi người một bên. Hai trực thăng Huey của lục quân Hoa Kỳ bay về phía họ. Xanh đã có quân bạn hộ tống. Ân Chúa,
Sanh nghĩ khi thấy phi trường từ xa, mình đã làm được. Mọi thứ bất thình lình, biến chuyển, khói bốc lên từ cánh của khu trục, ngọn lửa bùng lên, lăn nhanh về phía buồng lái và nhấn chìm động cơ. Sanh đã bị mất kiểm soát, không còn thời gian, không còn thời gian. Sanh thò tay vào giữa hai chân và nắm lấy tay cầm của hệ thống phóng gen khi hỏa tiễn trực xuất được kích hoạt, phóng ra và kéo anh lên khỏi chiếc khu trục đang tan rã trước khi cánh dù của anh được bung ra. Một trong số trực thăng của Hoa Kỳ đáp xuống và phi hành đoàn đã chờ sẵn trước khi Sanh chạm đất. Nguyễn Đình Sanh một lần nữa đã thoát nạn. 3 tuần rưỡi sau, Trung úy Nguyễn Đình Sanh lại bị bắn hạ một lần nữa trong một cuộc không kích cách Charlie khoảng 11 dặm về phía nam. Anh bị quân địch bắt sau khi chạm đất. Cũng trong ngày hôm đó, ngày 9 tháng 5 năm 1972, trực thăng Cobra của tôi bị bắn hạ cách Charlie 12 dặm về phía tây bắc và tôi bị bắt sau 3 ngày lẩn tránh địch. Sanh và tôi gặp nhau ở cùng một trại tù binh trong rừng rậm và trải qua thời gian cùng nhau, bị ép đi bộ trên đường mòn Hồ Chí Minh để ra Bắc Việt. Địch trì hoãn chiến chỉ trong một khoảng thời gian ngắn trước khi trở lại và tiếp tục tấn công. Họ đang sắp tràn ngập tiểu đoàn 11 nhảy dù. Dusty Sea này, đây Koga 38, đang trên vùng. Chào mừng trở lại 38. Địch đang tiến nhanh từ phía Tây và Tây Nam. Quân số cấp tiểu đoàn nặng nhất từ Tây Nam đánh vào đội hình chúng. Đáp nhận Dusty sẽ đưa chúng đến địa ngục. Koga 38 hướng dẫn toán võ trang hạng nặng gồm 3 chiếc Cobra bay vào từ phía Đông Bắc. Họ đã thu hút hỏa lực phòng không dữ dội của địch, phải bay thấp trên những ngọn cây để giảm khả năng bị phát hiện. Họ lướt qua chỗ Duffy và Mỹ, rồi tiếp tục vào vị trí tấn công. Duffy nhận xét, mấy gã này gan dạ đến cùng mình, chưa từng thấy ai dám làm như vậy. Ngay trên boong tàu, mấy gã điên rồ này hành động tự sát để cứu chúng ta. Chúa ơi, những anh hùng! Các trực thăng tác xạ hết đạn chỉ trong một lượt đánh. Các phi công phóng các cặp hỏa tiễn nhanh nhất có thể khi ngón tay của họ có thể nhấn nút khai hỏa. Các xạ thủ ngồi phía sau không ngừng điều khiển vũ khí ở tháp pháo. Cơn mưa chết chóc và hủy diệt. Họ đã phá tan đội hình tấn công đang dàn hàng ngang của địch. Nhiều quân địch lảo đảo, té ngã, rồi quay lại, tái tập hợp một lần nữa. Sự gan lì của 3 phi hành đoàn Cobra đã chặn đứng được đợt tấn công của quân đội Bắc Việt. Ngay lúc này không còn nghi ngờ gì, địch quyết tâm sẽ trở lại. Mãi cần đại đội còn lại của mình, anh đã ra lệnh cho tái họp từ nhiều giờ trước, giờ họ đã ở đâu. Anh gọi cho đại đội 113 lần nữa. 403, cho biết tình hình của anh. Hồng Mập trả lời, chúng tôi đang cố gắng, có nhiều địch xung quanh chúng tôi. Mỹ nghiêm giọng ra lệnh, phá dây và trở về đây, thi hành ngay, chúng ta cần gom cả tiểu đoàn lại. Đáp nhận. Mỹ cao ngoài bực bội. Hãy tận dụng thời gian tạm lắng để di chuyển xung quanh và lượng định tình hình. Anh chạy nhanh giữa các chiến binh phòng thủ, sau đó kéo họ về vòng đai phòng thủ mới nhỏ hơn nhiều. Tiểu đoàn chỉ còn khoảng hơn 100 chiến binh còn khả năng chiến đấu, trong số 471 người khi vào vùng. Hãy di chuyển hết vị trí này đến vị trí khác, tận dụng tối đa các giao thông hào, nhưng cũng có lúc lao mình vào khoảng trống. Từ hố cá nhân này sang hố cá nhân khác, anh dành vài phút để nói chuyện với từng chỉ huy và với các chiến binh nhảy dù trên đường di chuyển, khích lệ tinh thần chiến đấu của họ với tất cả những gì còn lại. Hãy đi một vòng xong thì trở lại hầm chỉ huy với Mỹ. Hoàng hôn buông xuống, Mỹ gọi Duffy đến cùng tham gia. Máu rỉ ra từ vết rạch trên vai phải của John. Anh lại bị trúng một mảnh đạn khác. Hãy lắc đầu và bắt đầu báo cáo. Chúng ta đang trong tình trạng nguy hiểm, nhiều người chết, nhiều người bị thương hơn. Tôi chỉ đếm được chừng hơn 100 người còn có thể chiến đấu. Hầu hết họ đều bị thương, không còn nhiều đạn dược. Một số không còn đạn, kể cả sau khi đã lấy từ các tử thi. Không còn cách nào để ngăn chặn đợt tấn công tiếp theo. Đợt tấn công này sẽ kết liễu tiểu đoàn 11 nhảy dù. Mỹ nhìn thẳng vào mắt Hải một lúc, dò xét, chờ tiêu hóa những gì Hải vừa nói. Anh quay sang Duffy, định nói, nhưng dừng lại. Tâm trí cả hai quay cuồng giữa các quyết định. Hải lại lên tiếng. Tổn thất cao, đạn dược quá mỏng, không thể ngăn việc cộng. Hầu hết tiểu đoàn đã tử trận. Chúng ta ở lại thêm nữa thì cũng chết hết, nên rút. Anh ghé sát Mỹ và nói bằng tiếng Việt. Phải đưa tiểu đoàn ra khỏi ngọn đồi chết tiệt này trước khi địch quân tấn công lần nữa.
Mày gật đầu và trả lời bằng tiếng Anh. Được, chúng ta ra lệnh rút. Duffy đã có kế hoạch. Anh sẽ mạo hiểm mạng sống của mình để cố gắng cứu những gì còn lại của tiểu đoàn. Nghe có vẻ điên rồ, nhưng hoàn toàn có ý nghĩa với anh. Tôi sẽ ở lại và cố gắng trì hoãn chiến quân đội Bắc Việt. Có lẽ chúng ta sẽ có thêm chút thời gian để tạo nên sự khác biệt. Mày, này nỉ. Tôi ở lại với anh. Chúng ta là một toán. Người Hoa Kỳ và người Việt Nam, chúng ta cùng sát cánh chiến đấu. John gật đầu, lòng tràn đầy quyết tâm. John Duffy và Lê Văn Mỹ sẽ tạo thành một toán hậu quân hai người để thành phần còn lại của tiểu đoàn phá vây và thoát đi. Hai người chống lại hai tiểu đoàn của địch. Mỹ nhìn thẳng vào mặt người sĩ quan hành quân của mình với một ánh nhìn như ra lệnh. Hãy dẫn tiểu đoàn rời khỏi Charlie. Thiếu tá Duffy và tôi ở lại trì hoãn chiến càng lâu càng tốt. Chúng tôi là hậu quân của các anh. Đi khoảng 800 thước về phía đông bắc và chào bắt tay đại đội 113. Tôi sẽ nói với Hồng Ngọc di chuyển về phía đông cho đến khi tìm thấy anh. Đại đội 113 còn trong tình trạng tốt. Họ còn đang giật và chỉ có một ít tổn thất. Các anh sẽ ổn thôi. Hãy giơ tay chào, đáp lại nhẹ nhàng. Dân, thưa thiếu tá, chúng tôi đi. Anh tập hợp các chiến binh nhảy dù còn sống sót. Những người có thể đi bộ trợ giúp những người không thể tự đi. Hãy dẫn đầu đoàn quân rời khỏi đỉnh đồi, hướng xuống nơi ẩn náu trong rừng rậm bên dưới. Mày gọi lại cho Hùng Mập với chỉ thị mới. 403, nhiệm vụ thay đổi, không đến Charlie 2, thay vào đó di chuyển một cây số về phía đông, 1.000 thước về phía đông, và chúng ta sẽ bắt tay tại đó. Bây giờ chúng tôi đang rời khỏi Charlie. Chúng tôi sẽ gặp anh ở 1.000 thước về phía đông của Charlie 3. Đáp nhận Mây Linh, đã hiểu. Khi hoàng hôn chuyển sang bóng đêm, một sự im lặng lạ lùng mang đến cảm giác ớn lạnh. Cứ như thể Mỹ và Duffy đang ở trong tâm bão, địch đã lùi lại trong giây lát. Pháo binh và vết kích pháo vẫn im lặng. Tiểu đoàn đã rời khỏi đỉnh đồi, im lặng vô tuyến. Không có âm thanh nào trên đỉnh đồi trừ tiếng thoi thóp của những người sắp lìa trần. Hai người ngồi cô đơn bên vòng đai của nơi từng là căn cứ hỏa lực Charlie, thận trọng chờ đợi hành động tiếp theo của địch. Không chút nghi ngờ địch sẽ tấn công. Trời đã tối, đột nhiên sự im lặng bị phá vỡ. Tiếng đài ba của đạn pháo rít trong không khí. Pháo binh địch trót xuống nổ tung khắp đỉnh đồi. Một quả đạn nổ ở khoảng cách gần trước mặt của hai người. Tiếng nổ khiến họ bị chấn động và ù tai trong đêm. Trong khoảnh khắc, đạn pháo thắp sáng những khuôn mặt lấm lem máu, bùn đất và đôi mắt trũng sâu hóm của họ, cho thấy một sự quyết tâm vô vọng. Một vài quả đạn pháo nổ rơi xuống xung quanh họ, nhưng không quả nào gần bằng quả đầu tiên. Từng luồng ánh sáng chói lòa soi rọi trên các tử thi nằm rải rác trên chiến địa, bằng chứng kinh hoàng của các cuộc giao tranh khốc liệt diễn ra trong những ngày vừa qua. Hàng trăm người đã nằm lại ở tiền đồng trên đỉnh đồi, các tử thi cuộc chiến binh nhảy dù Việt Nam nằm lẫn lộn với các tử thi của các bộ đội Bắc Việt đầy quyết tâm. Trận đánh diễn ra khốc liệt khiến cho các chiến binh nhảy dù không thể thâu hồi được hết các tử thi của những đồng đội đã tử trận. Các tử thi thâu hồi được bó trong các phong xô và đặt ngay ngắn trong các giao thông hào. Đó là khoảng thời gian trước đây, khi mà cuộc chiến chỉ mới tiên khởi, khi còn đủ thời gian để thể hiện các nghi thức tôn trọng. Sau đó, họ xếp các tử thi khác thành các hàng nếu có thể. Tuy nhiên, hầu hết những người tử trận đã nằm lại tại nơi họ đã ngã xuống vào những giờ phút sau cùng của trận đánh, do bom đạn xuyên thủng, bị bắn nát, bị cắt và bị xé thành nhiều mảnh. Những hình ảnh kỳ quặc về những khoảnh khắc cuối cùng của cuộc sống đầy bạo lực. Các tiếng nổ đã ngừng và màn đêm đã trở lại, chỉ còn tiếng rên rỉ của những người bị thương trong sự im lặng của trời đêm. Mùi hôi thối bốc lên từ các tử thi tràn ngập mũi của hai chiến binh cuối cùng. Khói bụi làm ngạt buồng phổi. Họ chờ đợi trong sự đợi chờ. Họ nghe thấy những tiếng hét truyền lệnh từ phía bên kia trận địa. Họ cảm nhận được sự làn sóng chuyển động của một đợt tấn công khác đang càn quét về phía họ. Cố vấn Hoa Kỳ nghiêng người vào sát người đồng cấp Việt Nam và kêu lên. Chết tiệt, họ lại đến đây. Câu trả lời đứt quãng nhưng bằng thứ Anh ngữ thông thạo rất kiên quyết. Tôi hiểu, chúng ta chiến đấu tiếp. Địch quân một lần nữa trỗi dậy từ bóng tối, xé toạc màn đêm, tiến về phía họ trong những hình thù mơ hồ, hò hét và tác xạ. Ném lựu đạn khi tiến đến gần hơn và gần hơn nữa, cả John Duffy và Lê Văn Mỹ.
Cả John Duffy và Lê Văn Mễ đều biết đây là lần tấn công cuối cùng. Nhiều tiếng đạn rít về phía họ. Một quả lựu đạn phát nổ làm thủng một lỗ trên ngực Mễ làm anh thở hổn hển. Duffy đã bị thương vài lần trước đó. Nhìn về phía vai trái của mình, anh gật đầu tỏ vẻ hài lòng khi thấy một đơn vị đã bị tổn thất nặng nề. Tất cả những gì còn lại của tiểu đoàn 11 nhảy dù dũng mãnh một thời đang vượt thoát xuống sườn đồi. John và Mỹ là tất cả những gì còn lại của tiểu đoàn còn lại trên đỉnh đồi. Họ đã cạn kiệt thức ăn từ nhiều ngày nay. Bi đông của họ đã hết nước, đạn dược cũng không còn. Nhưng người Hoa Kỳ và bằng hữu Nam Việt Nam vẫn chiến đấu và địch quân thì vẫn cứ tiến, không tồn tại ý nghĩ đầu hàng. Không nghĩ ngợi gì ngoài việc tiêu diệt quân địch nhiều nhất có thể trước khi chính họ bị tiêu diệt tại nơi họ đang ngồi, ở vòng đai của tuyến phòng thủ đã được rút bỏ. Lê Văn Mỹ thì thào trong mệt mỏi. Chiến đấu, đau phì, chiến đấu. Họ chiến đấu với tất cả những gì còn lại trong trái tim và linh hồn của họ. Nhưng đoạn cuối con đường của họ chỉ còn vài phút nữa. Họ biết họ sắp sửa đối diện với thần chết. John Duffy cảm nhận được cái chết của mình vào lúc những từ ngữ tuôn trào trong tâm hồn anh. Khoảnh khắc của cái chết cận kề, tôi có thể cảm thấy ngọn lửa của nó. Chẳng mấy chốc nó sẽ ở đây, có vẻ như không còn lạ nữa. Máy vô tuyến của Duffy kêu xè xè. Dusty xe này, Dave Panther, từ trên, trở lại với anh. Duffy nhìn vào máy. Chết tiệt, hay quá. Anh chọc lấy ống liên hộp. Đáp nhận Panther, chào mừng trở lại. Dusty, chúng tôi vào vùng với hỏa tiễn phóng lựu 40 ly và đại bác 6 nòng. Tôi nghĩ anh có thể cần thêm một chút trợ giúp. Xuyên qua bóng đêm, các phi hành đoàn Cobra nhìn thấy những đám lửa cháy và sự hỗn động trên Charlie. Họ chỉ có thể hình dung ra tình hình tuyệt vọng dưới mặt đất. Thế giới của họ vẫn khác với thế giới của John. Khi họ đến gần, tất cả đều im lặng trong buồng lái, ngoài trừ âm thanh đều đều của những cánh quạt chém trong không khí ban đêm. Và tiếng rền đều đặn của động cơ Turbine Light Coming điều khiển các cánh quạt. Họ chỉ nghe thấy âm thanh ấn lạnh của trận đánh từ máy truyền tin, khi Duffy gõ ống liên hợp để nói chuyện. Hãy dẫn người còn sống sót rời khỏi đỉnh đồi. Âm thanh dần nhỏ hơn khi anh rời xa tiếng ồn ào của trận đánh đang diễn ra sau lưng họ. Anh biết có những hy sinh đang diễn ra tại đó. Anh nghĩ rằng anh sẽ không bao giờ gặp lại Mỹ và Duffy. Duffy liên lạc vô tuyến cho các trực thăng Cobra. Địch đã phá vỡ phòng tuyến phía Tây Nam, Charlie đã bị tràn ngập. Có ba đám lửa trên đỉnh đồi, một lớn và hai nhỏ. Đám lửa lớn ở phía Tây Nam của căn cứ, anh thấy một đám nhỏ ở khoảng cách ngắn về phía Bắc và một đám lửa khác cách khoảng 100 thước về phía Đông. Chúng tôi đang ở ngay sát phía Bắc của đám lửa phía Đông đó. Cần anh bắn ngay trước mặt chúng tôi, ngay phía Tây của chúng tôi, thật gần vào. Đáp nhận Dusty, chúng tôi đã thấy mục tiêu. Các trực thăng võ trang Cobra lao vào tấn kích. Duffy điều chỉnh tác xạ của các Cobra lại gần hơn. Đợt tấn công của địch sắp tràn qua đầu anh. Anh đã bắn hạ nhiều quân địch bằng khẩu K-15 của mình. Mày cũng làm như vậy với khẩu M-16, nhưng không làm cho quân địch chậm bước. Địch vẫn đang tấn công, chỉ cách họ vài bước chân. Khi Pink Panther bắt đầu một đợt tác xạ khác, một quân địch bị trúng một quả phóng lựu 40 ly vào đầu từ một trong những chiếc Cobra. Phản xạ tự nhiên của anh ta giữ cho chân anh ta di chuyển thêm được một hoặc hai bước trước khi anh ta gục xuống đất ở gần đến nỗi. Máu ốc văng tung tóe vào người Duffy và Mễ. Chống trời, Panther, tiếp tục như vậy. Các trực thăng Cobra tiếp tục duy trì nhịp độ tác xạ. Duffy thích thú nhìn các vỏ đạn nóng hổi từ trên không rơi xuống như mưa sa. Sau một vài đợt tấn công, Duffy gọi Panther Lick, Dick, Dusty, Sinai. Anh đã đánh tan đợt tấn công hiện tại của địch. Có hàng trăm tử thi trên chiến địa, có thể là 1.000, nhưng chúng tôi cũng không thể giữ được phòng tuyến. Anh tiếp tục sau một hơi thở ngắn. Chúng tôi đang rời khỏi căn cứ hỏa lực Charlie. Ngay bây giờ, hãy tác xạ ngăn địch đuổi theo. Bất kể điều gì xảy ra, hãy tác xạ mọi thứ anh có vào đỉnh đồi ngay bây giờ. Cả hai cùng chạy bán mạng, Mỹ trước, Duffy theo sau. Thiếu tá lực lượng đặc biệt lục quân Hoa Kỳ John Joseph Duffy là người cuối cùng rời khỏi căn cứ hỏa lực Charlie. Một phi đội Cobra khác được gọi đến, hợp sức với toán với trung úy Forrest Snyder, đang ngồi ở ghế trước. Điều đó đã mang lại cho Panther 13 một toán nặng với 4 trực thăng. Forrest là một xạ thủ giỏi nhất mà Panther có. Cả toán tác xạ bằng mọi thứ họ đang có vào ngọn đồi
từng là căn cứ hỏa lực Charlie, xong họ quay về căn cứ. Họ bay qua những ngọn núi và các thung lũng bên dưới lớp mây ngày một dày hơn trong bóng đêm tối đen như mực. Những chiến binh còn sống sót của tiểu đoàn 11 dù đang di chuyển về nơi trú ẩn của thung lũng bên dưới. John và Mỹ cũng di chuyển nhanh nhẹn mặc dù vết thương gây đau đớn, thỉnh thoảng bị vấp và ngã trong bóng đêm. Khi Bắc quân chiếm được ngọn đồi, họ tạm ngừng tiến quân tiếp. Chính những người tấn công cũng đã kiệt sức để tiếp tục. Hôm nay, các trực thăng võ trang Cobra đã cứu được nhảy dù. Quân đội Bắc Việt lục soát khắp đỉnh đồi để tìm cố vấn Hoa Kỳ. Họ muốn bắt anh ta vì biết anh là đầu mối liên lạc không yểm tử thần của không quân Hoa Kỳ. Họ đã không tìm thấy anh. Nhưng đến rìa ngọn đồi, họ tìm thấy một chiếc nón sắt có gắn dấu hiệu thiếu tá và chữ Lê Văn Mỹ viết ngoạch ngoạc bên trong nón sắt. Thật ngạc nhiên, Duffy và Mỹ vẫn còn sống. Họ di chuyển nhanh nhất có thể mà cơ thể rách nát của họ cho phép. Sau chừng 200 thước, họ dừng lại và nhìn nhau. Cảm xúc dâng trào đột ngột. Họ cười như không tin vào vận may của mình. Sau đó họ dừng lại để lượng định tình trạng của họ. Mỹ với một vết thương trên ngực và Duffy với nhiều vết thương từ những ngày qua. Cánh tay trái vẫn còn chảy máu, đầu vẫn còn ong ong vì chấn động trước đó. Mỹ sờ soạng lên nón sắt của mình. Nó đã biến mất trước lại đâu đó trên Charlie. Họ lại cười khúc khích. Tiếng cười của Mỹ chợt tắt lịm vì một cơn đau buốt. Anh nhăn mặt. Họ bắt đầu lại lần nữa. Duffy thực hiện một cuộc gọi khẩn cấp khi đang di chuyển. Cậu về, để Dusty này. Chúng tôi đang rút khỏi Charlie. Hai tiểu đoàn Bắc Việt đã di chuyển tự do trên đỉnh đồi. Yêu cầu chuyển hướng B-52, Arclay, ngay lập tức vào Charlie. Đây, Covey 531, xin chào Dusty. Chỉ vài phút sau, Covey thông báo. Dusty xác nhận. Carbon Outlaw đã chuyển hướng B-52 Arclay vào mục tiêu của anh. Thời gian thả bom ước lượng trong 20 phút nữa. Anh cần ở cách mục tiêu 500 thước. Chuẩn bị tinh thần, há miệng ra và cúi đầu xuống. Duffy biết anh chỉ cách đỉnh đồi chừng 200 thước. Nhưng anh cần tiêu diệt địch quân trước khi họ có thể tái tập hợp và truy kích. Đáp nhận câu bày, chúng tôi chắc chắn sẽ cách hơn 500 thước, hãy thả bom. Họ di chuyển nhanh chóng và sớm bắt kịp với thành phần còn lại của tiểu đoàn. Hải và bác sĩ Liệu kinh ngạc khi thấy cả hai vẫn còn sống. Họ không bao giờ nghĩ sẽ gặp lại hai người. Mệt mỏi, kiệt sức và dẫn theo những người bị thương. Tiểu đoàn chỉ tiến thêm được một quãng ngắn, thêm khoảng 100 thước trước khi họ nghe thấy tiếng rít chết chóc của bom rơi từ không trung. Hàng trăm quả bom 500 và 750 cân đã phá nát các lực lượng quân đội Bắc Việt trên đồi Charlie. Các chiến binh nhảy dù chống tay xuống đất, Duffy và Mỹ nằm sấp dưới gốc cây đang rung rinh như một con cún quẫy đuôi. Khi bị ướt nước, cây lá phủ lên họ khi mặt đất rung chuyển dữ dội. Nhiều mảnh vỡ rơi rớt gần đó. Sức ép của những tiếng nổ tạo ra chấn động làm đất đá trồi xuống xung quanh họ. Gần, rất gần. Nhưng rất cần thiết, khả năng xảy ra tổn thất do bom rơi. Khi đối sánh với rủi ro từ phía địch quân khiến họ chỉ còn một lựa chọn, và họ đã chọn. Một đám khói đen bốc lên từ khung cảnh tàn sát trên Charlie. John thở dốc. Không gì có thể sống sót. Trận đánh kéo dài 2 tuần kết thúc bằng một dạng thiêu quân đội Bắc Việt. Quân đoàn ngồi như những người chiến thắng trên đống giải thưởng của họ. Bác sĩ Liệu băng bó vết thương ở ngực cho Mỹ, Mỹ bắt đầu khạc ra máu. Anh quay về phía Duffy, cất tiếng nói trong sự đau đớn. Duffy, bây giờ anh là chỉ huy, phải nắm quyền chỉ huy tiểu đoàn. Anh dẫn dắt trận chiến, cứu các huynh đệ nhảy dù. John mạnh mẽ và tự tin mặc dù đang bị thương và mệt mỏi trấn an. Mỹ, tôi sẽ đưa chúng ta ra khỏi đây, anh sẽ không sao đâu. Vài ngày nữa chúng ta sẽ trở lại Sài Gòn. Ông cô nhắc VSOP ở Ba Thanh Long, Bắc quân đã chết, họ không thể đuổi theo chúng ta đâu. Và như vậy, một người Hoa Kỳ cao lớn đã dẫn đầu tiểu đoàn 11 nhảy dù của Nam Việt Nam, tiến vào khu rừng tối đen và đi xuống chân hỏa tiễn sang. Phần trích đọc của chương thứ 14 đến đây đã chấm dứt. Xin cảm ơn tác giả và cảm ơn người dịch, và cảm ơn bà con mình đã lắng nghe.